giới thiệu với anh em một số con máy nhỏ đang có tại tiệm của em ha. Đó, đầu tiên cái con này là con máy mài đa gốc, anh em có thể mài giao tiện đa gốc, nó xoay được đa gốc độ, xài điện 3V 200V, anh em đấu tụ chạy cũng được luôn. Đó, đang xài hai cái viên đá hợp kim nha anh em. Đó, con này vệ sinh sạch sẽ rồi. Đó, còn một số khoan bàn giá rẻ đây. Đó, 3,5 triệu một cây. Đó, có cây này còn cái nắp nè, còn cái nắp em bán 3,8 triệu. Đó, 3,8 triệu, 3,5 triệu, 3,5 triệu, 3,5 triệu. Đó, con máy mài đa gốc, anh em nào cần thì liên hệ cho em ha. Vệ sinh sạch sẽ từ A đến Z luôn, tất cả đều để vệ sinh này nha nè. Bao chạy bao ngon, máy đang chạy êm luôn, không nghe tiếng gì hết ha. Đây công tắc đảo chiều đây, mài đa gốc, anh em nào cần thì liên hệ cho em nha. Chi tiết ha, chi tiết liên hệ qua Zalo. Đó, kẹp con giao tiện đây nè. Đó, chỉnh được đa gốc luôn. Đó, đa gốc độ. À, vệ sinh sạch sẽ. Rồi kia ra 1m khoan 13 nha anh em. Đó, kia ra 1m khoan 13, con này bán 3,5 triệu nè, nguyên zin, bể nắp nha anh em, bể nắp bán 3,5 triệu. Các bạn còn ngon cực kỳ luôn. Đó. À, chạy điện zin 100V. À, con này 3 pha. Con này 3 pha 200V nha anh em, con này 3 pha 200V. Đó, còn con này 100V nè, con này 100V, con này 100V nè, có con này là 3 pha 200V. Đó. Bu ly còn ok, còn lành nè. Đó, bàn còn đẹp nè. Rồi cái này luôn, cái này cũng 3,5 triệu luôn. Khi ra ND13 rồi, bao giá thị trường nha anh em. Tất cả đều bể nắp ha. Đó, mấy con này bể nắp, hàng công nó về anh em, nắp rồi bằng nhựa nó bể trơn à. Chỉ có con này nè, con này bằng cái nắp bằng sắt này nên còn nè. Còn nắp nhựa là hoàn toàn là đi bụi đời hết. Đó, khi ra con này là cũng nguyên zin luôn, bể nắp. Đây cái bàn của nó đây. Đây mỗi cái máy khoan để em đều tặng cho anh em một cái tay siết á, về anh em siết mở anh em khoan. Bàn vuông, chia độ, nghiêng độ luôn. Khoan 13 ly cao 1m, điện 100V. Rồi, con này. Đó, Enco. Hoa, Enco. Con này cũng khoan 13 ly luôn, điện zin 100V luôn. Đây cho anh em coi cái bàn. Đó, cái bàn lủng nhẹ vào ba chỗ nè. Ha. À, nhưng mà về còn ok lắm nha anh em. Ngon lành ha, hàng Nhật mà. Chạy êm ái nhẹ nhàng. Anh em nào cần liên hệ cho em ở Bình Tân Sài Gòn ha, tới xem máy ok, không mua không sao nha anh em. Đó, tới xem máy không mua không sao. Con này Nakane Japan ha. Cũng cao 1m, khoan 13 ly luôn. Đó. À, cái bàn này cũng còn đẹp nè. Đó, cây nào cũng chạy em hết nha. Cây này còn cái nắp ha, còn mấy cây kia là mất nắp. Đây quay một vòng cho anh em xem Nakane. Đó. Ha. Cái Enco này chạy cũng êm lắm nha anh em. Nhưng mà có cái công tắc nó bể rồi. À, công tắc gì nó bể rồi, thay công tắc trợ vô, tắt trợ nha. Đó, cây này là 3,8 triệu, cây này 3,5 triệu, 3,5 triệu, 3,5 triệu. Anh em cần liên hệ cho em ha. Đó. Đây có bốn cái phần mềm, một cái máy mài,